Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 24 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng, vợ dùng dao đâm chồng tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng gần 24 giờ đêm ngày 22 tháng 6, ông Sầm Văn Quy, sinh năm 1963, chú bản Khục, xã Châu Lộc, đi uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, xích mích với vợ là Nguyễn Thị Dung sinh năm 1967. Quá trình mâu thuẫn, ông Quy đã bị vợ dùng dao nhọn đâm hai nhát vào ngực dẫn đến trọng thương. Thấy chồng bị thương nặng, Dung cùng con trai gọi xe cứu thương đưa chồng đến bệnh viện huyện để cấp cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng nên nạn nhân Quy đã tử vong. Sau khi đưa ông Quy về nhà, bà Dung và người thân làm thủ tục khâm liệm, nhập thi thể ông Quy vào quan tài ngay trong đêm. Sáng hôm sau, bà Dung mới báo cho hàng xóm biết ông Quy tử vong thấy sự việc bất thường người dân địa phương đã báo cáo chính quyền và công an nghi ngờ về cái chết của ông quy cơ quan công an đã đề nghị gia đình mở quan tài để kiểm tra và phát hiện ông quy bị đâm ở ngực người con trai nhận tội bảo đâm chết bố khám nghiệm hiện trường nhà chức trách phát hiện một con dao nhọn vứt sau nhà sau chuỗi các dữ liệu cảnh sát nghi ngờ người con trai không phải là thủ phạm bị triệu tập bà dung thừa nhận hành vi vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ Mới đây, đại diện Ủy ban nhân dân phường Văn An, thành phố Chí Linh, Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai người tử vong, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 23 tháng 6, Dương Đình Luyện sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, đi ô tô bán tải màu xanh chưa rõ biển số đến nhà bà LTH sinh năm 1964, trú phường Văn An. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà Hát và con gái bà Hát là chị TTNA sinh năm 1993 là vợ cũ của Luyện, sau đó Luyện lái ô tô rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời truy bắt nghi phạm. Bà Hát và chị NA bị thương cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bà Hát tử vong. Vào sáng nay ngày 24 tháng 6, ông Đỗ Đức Phu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Văn An cho biết, vào đêm muộn ngày hôm qua, chị N.A. con gái bà Hát đã không qua khỏi và hiện tại thi thể nạn nhân được đưa về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Cơ quan công an cho biết, nghi phạm luyện và chị A đã ly hôn nhiều năm, hiện tại cả hai đã có cuộc sống riêng. Liên quan đến thông tin nghi phạm luyện vừa ra tù lại tiếp tục gây án được chia sẻ trên mạng xã hội, cơ quan cảnh sát điều tra khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Lãnh đạo công an thành phố Chí Linh cho biết, đối tượng luyện đã chấp hành án xong từ năm 2017, tức là 7 năm trước luyện đang làm công việc vệ sinh công trình, nhà cửa. Được biết trước đây chị N.A. và nghi phạm Dương Đình Luyện đã kết hôn và sinh được một người con, sau đó hai vợ chồng đã ly hôn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt nghi phạm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trưa 24 tháng 6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà số 96, đường Nguyên Phi ỉ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến ba cháu nhỏ tử vong rất thương tâm. Theo thông tin ban đầu, các cháu nhỏ thiệt mạng gồm một bé gái 9 tháng tuổi, một bé trai 4 tuổi và một bé trai 6 tuổi. Các cháu là con của chị Đỗ Thị Tú 20 tuổi và anh vòng Anh Khoa 20 tuổi, quê ở Ninh Thuận. Trước đó, chiều tối 23 tháng 6, các cháu nhỏ được mẹ đưa lên Đà Lạt thăm bà ngoại, hiện đang làm thuê tại đây. Được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày. Ngọn lửa xuất phát từ phòng phía sau căn nhà. Sau đó, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn phòng bằng gỗ. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Lâm Đồng đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại địa phương triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ. Sau khoảng 30 phút, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, lúc này, các cháu nhỏ bên trong phòng đã thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn căn phòng nêu trên bị khóa cửa bên ngoài. Ngay khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng giao cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm trên. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cụ thể, tối 23 tháng 6, lãnh đạo xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, hai vợ chồng chú trên địa bàn được phát hiện tử vong bất thường trong nhà. Nạn nhân là ông NVT, 80 tuổi, và bà TTV, 77 tuổi, cùng chú tại xóm 6, xã Nghĩa Phú. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, con gái ông T tới thăm bố mẹ nhưng cửa đóng kín nên trèo cổng vào thì phát hiện bố mẹ đã tử vong. Bố nằm dưới đất, mẹ nằm trên giường. Khoảng 1-2 ngày nay, người dân xung quanh không thấy vợ chồng ông T và bà V ra ngoài, nhà đóng cửa. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Liên quan đến vụ nhà trường hủy kết quả trúng tuyển của học sinh vì chậm nộp học phí 2 ngày, Ngày 24 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắc đã có công văn gửi trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory, gọi tắt trường liên cấp Victory, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo đó, với những trường hợp học sinh đăng ký tham gia kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 10 và đã trúng tuyển nhưng chậm nộp học phí, Sở đề nghị trường liên cấp Victory xem xét nguyện vọng của học sinh và gia đình, tạo điều kiện cho học sinh được làm thủ tục nhập học nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường liên cấp Victory tự chủ và tự chịu trách nhiệm về huy động, sử dụng quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục, đồng thời trường thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Trong thực tế có những vấn đề phát sinh, nhà trường cần có những hướng xử lý hợp tình hợp lý, mang tính giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong phạm vi quyền hạn và năng lực của nhà trường nhưng vẫn đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và của ngành. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo của trường liên cấp Victory về việc hủy kết quả trúng tuyển của học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Cụ thể, ông NQT, chú Hà Nội, phụ huynh nữ sinh NML sinh năm 2009, lớp 9A1 trường liên cấp Victory, có đơn kiến nghị nhà trường về việc bị hủy kết quả trúng tuyển vào lớp 10 của trường này. Ông T trình bày, ML đã học tập tại trường liên cấp Victory từ năm lớp 2 đến nay. Vừa qua, ML thi tốt nghiệp cấp 2 tại trường và được nhà trường thông báo trúng tuyển. Sau đó, gia đình ông T nhận được thông báo của trường về việc, đến ngày 8 tháng 6 là lịch nhập học cuối cùng. Tuy nhiên, vì điều kiện nên ông chưa nộp học phí đúng hạn ngày 8 tháng 6. Đến ngày 10 tháng 6, ông T mới nộp học phí thì nhận được tin nhà trường đã hủy kết quả trúng tuyển của ML. Sau khi nhận được kiến nghị của phụ huynh T, ông Nguyễn Hoa Nam, hiệu trưởng trường liên cấp Victory có văn bản phản hồi rằng việc hủy kết quả trúng tuyển của ML L là đúng quy định. Bởi theo thông báo nhập học đợt 1 của nhà trường, học sinh trúng tuyển cần hoàn thành các thủ tục nhập học và nộp một tháng học phí theo yêu cầu trong thời hạn quy định trước 16 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2024. Thời hạn này được thông báo tới tất cả phụ huynh và học sinh trúng tuyển. Trước khi hết thời hạn nhập học, giáo viên chủ nhiệm lớp cũng đã thông báo cho phụ huynh và học sinh L về việc cần hoàn thành thủ tục nhập học đúng hạn. Tuy nhiên, phụ huynh em L không đóng học phí đúng hạn và cũng không có đơn hoặc trao đổi xin nộp chậm học phí nhập học gửi hội đồng tuyển sinh trước khi quá thời hạn nhập học. Hiệu trưởng Nguyễn Hoa Nam khẳng định, việc hủy kết quả trúng tuyển của em L là theo đúng thông báo nhập học đã ban hành để đảm bảo công bằng và minh bạch trong tuyển sinh, đồng thời kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắc xem xét vì nhà trường đã làm hết trách nhiệm với học sinh trúng tuyển. Hơn nữa, trường liên cấp Victory là trường tư thục phải tự chủ 100% kinh phí, nên nếu không đảm bảo số lượng học sinh, không đảm bảo nguồn thu, sẽ không thể tổ chức tốt công tác giáo dục cho học sinh. Tuy nhiên, không ít ý kiến không tán thành với cách hành xử cứng nhắc của nhà trường, đặc biệt là cách trả lời của Hiệu trưởng Nguyễn Hoa Nam và ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trên báo chí. Thậm chí có người còn bình luận rằng, cách ứng xử của lãnh đạo trường thể hiện mình là một ceo doanh nghiệp làm đúng theo nguyên tắc quản trị